Nè mẹ Vi. Hello mẹ già. Sắp tới mẹ em đứng rồi. Đứng đi. Sắp tới mẹ em rồi. Thôi mẹ mang đi dẫn mẹ Vi đi chơi sớm đã quá. Rồi. Rồi bây giờ mẹ Vi dẫn ba dẫn mẹ rồi với anh ba đi đi tham quan nha. Nè nè nắm tay từ từ nè. Nè qua đây qua đây. Xe xe. Qua đi. Từ từ nha. Đây, Mai Vi đi thăm đi chơi Noel sớm nè, Mai Vi. Đẹp không? Con nói gì đi. Đây là Chúa sinh ra đời nè các bạn. Cả nhà ơi. Ví dụ là Mai Vi nè, con chào chị Tuyên Phạm đi. Con chào chị Tuyên Phạm. Ờ Mai Vi hôm nay đi đâu nè? Đang đi chơi. Chơi gì? Đó, mọi người thấy đẹp không nha? Đẹp quá à. Đó, cây thông nè. Merry Christmas. Vi ơi, sao con kéo cái áo xuống chị vậy? Kéo lên. Vi nói gì đi Vi? Dạ, thì con hôm nay con rất là vui. Nè, chào chào chị Cẩm Tiên. Con chào chị Cẩm Tiên. Đúng rồi. Con một cái bông bông. Đó, anh hai bên kia. Bây giờ mình lại anh đi hai đi. Ôi, đừng có mua cái đó con. Cái đó nguy hiểm á, trời ơi. Đi chơi. Chơi đi. Cái bông bông đó, bông bông có đèn nó nguy hiểm đó. Đi đi đi, mình đi từ từ đi rồi anh hai cầm tới. Nó nổ đó. Nè mẹ Hiền á, mẹ Hiền. Mẹ Hiền thả tim cho con nè. Con chào mẹ Hiền. Đó. Mẹ Hiền nè mẹ. Mẹ Hiền của Emmy á. À con chào. Nè. Con chào mẹ Hiền, mẹ Hiền khỏe không? Chào cô Diệu Thái. Con chào cô Diệu Thái. Ồ, chào cô Như Ý. Con chào cô Như Ý. Thế Mai á, thế Mai. Rồi đi. Đi nè. Điệu hồi về mẹ. Ồ. Oh, chào Diệu Thái nha. Hôm nay Mai Vi đi chơi tham quan Noel sớm nè. Đó. Vi. Đó, đẹp không mọi người? Ừ, đang ở Củ Chi. Chị đang ở Củ Chi. Anh hai bên đây nè. Đi con, đi con. Đi, đi, đi. Đi con. 15.000. Ừ, cảm ơn Diệu Thái nha. 15.000 một cái. Cảm ơn em. À, chào, chào em gái yêu. À. Mai Vi đi đâu nè, nói cho chị nghe. Ồ anh hai Mai Vi mua bong bóng. Bên. Cái này nguy hiểm lắm mà, con ơi. Nó không có nổ đâu gì ơi, xài bằng pin á, tại nó dốc á. Hả? Cái này chơi hoài xài bằng pin mà. Nó nổ. Bình mới nổ chứ pin mà nổ gì. Rồi rồi tụi con đi 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 xích vô đây nè. Mai Vi, ủa con làm gì vậy pin? Nón nó hả? Nón nó to không? Hỏi chú coi. Trời ơi con đội cho em gì kỳ vậy? Trời quá. Con cầm đi, con cầm cho em đi đội cho em. Nè Bến. Bé hỏi nha. Đi nè. Chú cho em đội cái nhỏ tí chú bự. Sao? Nhiêu cái chú? Nhiêu cái? 15.000. Lấy con cái đi. Các bạn ơi, mình nè. Nè, anh hai Mai Vi nè. Nè anh ba Mai Vi. À, giờ Mai Vi chọn hả, cho nó chọn hả? Ôi cái này của ai? Ôi của con mua rồi con kêu như đó là anh gì?
coi lấy rồi. Có nổ không chú? Rồi trả tiền hết chưa con? Không có xe đâu, người ta còn lấy thôi. Lát nữa mày 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 đi chửi. Không chửi. Nè mà mua mà thằng. Oh. Nè, mày đi. Rồi con đi đi. Cứu bể sao đi. Giờ lắp đi chơi được. Ô mày sợ quá à, không biết cái này có sao không á. Đưa cho anh hai cầm đi Mavi ơi, mẹ sợ quá à. Anh chụp luôn đi. Tự nhiên đi mua con không hỏi với mẹ. Ô, vui lắm em. Bye bye. Đó, ngày mai. Ôi trời ơi. Hồi nãy chị đi, chị quên rủ em đi. Ngày mai đi ha, ngày mai gì đi, cái mình đi ra đây chơi ha. Vy ơi. Dạ. Ra hôm nay baby đi có vui không mẹ? Vui. Vy đừng ra đường nghe. Ba kìa, ba kìa. Đâu ba đâu? Đâu ba đâu? Đi chửi nè. Ba chửi hai đứa hả? Đi kiếm chỗ đậu xe đi anh. Chơi. Các bạn ơi, tao hai cậu với tiền. Ai cho mình ngủ. Mệt. Ồ, mẹ sợ nó nổ quá à. Chào Đạt Thành. Nè. Hả? Ừ, ừ. Mày bị rồi. Đây nè. Mẹ không có bỏ đây. Chúc bà. Đi, đi mẹ. Đi, đi, đi. Đi tụi con đi. Đây nè, đó. Biết Đạt Thành ở đâu mà rủ. Ở đây nè mẹ. Đâu nè. Rồi Mavi qua đây nha. Nè Mavi qua đây. Rồi Mavi vô đi. Đó. Mavi. Em Mavi. Nắm tay em đi boy. Đó đẹp không mọi người. Ở Củ Chi, ở Củ Chi. Chào Chi Lê. Các bạn ơi, con chào cô Chi Lê. Ừ. Ở Củ Chi á em. Ừ, chào chị Thư Duy đi con. Chào chị Thư Duy. Ôi, lớp nó dạy quá anh ơi. Dạy lắm á. Đi mẹ. Ừ, đi đi. Đi làm cái bộ chơi cái nhỏ đi. Cái nhỏ đó hả? Cái bộ. Mẹ bé Mỹ. Mẹ bé Mỹ, bé Mỹ nào à? Bé Mỹ nào? Nhắc cho nhớ đi, bé Mỹ nào? Ồ. Em đang ở đâu nè, nói đi. Em đang ở Củ Chi đi chơi đi chơi Noel. Cả nhà mình có đi không cô hỏi đi. Cả nhà mình có đi không? Nè đó. Ghê. Mừng Chúa Giáng sinh con. Mừng ngày Chúa sinh ra đời. Là mình cùng nắm tay tươi cười. Hạ bình an cho mọi người. Cùng cưng đi cho mừng vui. Cùng ngày Giáng sinh an hòa. Cùng mình cùng chúc cho mừng nhà. Từ hành vô hai đồng quê. Mùa nay vô tay hai ca ba lần. Mùa nay nó e. Mùa nay nó e. Tay cùng với em. Ôi mình ơi đi. Rồi đi đi đi. Tiếp tiếp. Qua bên này nha. Đó, xe cầm. Đó. Đây nè các bạn, đi hát mình, đi hát mình. Thôi. Đó, đây là hàng đồ chơi. Đi đi đi, mình đi dài dài lại nha. Cái gì vậy? Mình đi vô nhà truyền thờ, mình đi vô nhà thờ cũng đẹp lắm á. Ông già Noel. Ồ, cảm ơn chị
con gái đáng yêu nha. Đây ông già nói em đang nhảy đó. ê con đừng có lôi em, con cho em vô đây. Vi ơi, à, con ngó em thôi, con đừng có thịt em, để cho em thử nhìn em. Vi, con hát bài đêm Noel cho cả nhà nghe nè. Vi. Lạnh lắm em ơi, lạnh lắm. Ở Củ Chi lạnh lắm. Lạnh mà chẳng khác gì Đà Lạt. Lạnh lắm con. Đi mẹ đi chán quá. Thì vô cái nhà bự á. Đi từ từ, đi từ từ mình tới nhà thờ. Đó. Cao lên đi. Đi. Trời ơi, nhà mình có rồi con. Con chưa có mà. Có. Cầm. Anh ấy cười quá nha. Có những cái thông nè, đẹp lắm luôn. Đó, mẹ Mai Vi nè con. Ồ, chào Natalie Nguyễn nha. Nè. Vi Vi, vô nhà thờ kìa Vi. Vô nhà thờ đi các bạn. Ôi, trực thăng kìa. Ừ, ở Vũng Tàu cũng lạnh hả em? Chắc là ở đâu cũng lạnh em ơi, mùa đông mà. Đây, người ta bán đồ chơi nè. Anh hai kỳ quá nhỉ. Hết hồn. Ủa, ba đang bóp trước cho mẹ không? Đây nè, ba mẹ Vi. Chào cả nhà. Biết nhiều người cơ mà. Nhiều. 8 người. Bóng môi cho nó. Anh hai ơi, sao anh hai kỳ quá nhen kìa. Hai Vi. Em của mẹ Vi hết tí đèn rồi. Đẹp quá anh ha. Đang tiến vào nhà thờ nha cả nhà. Vi đâu rồi Vi ơi? Ủa bên chị vẫn rõ mà em. Anh ơi, anh đâu? Ồ, rất là đẹp. Nay mổ đi rồi mẹ chở nè. Ừ. Sao con? Bên đây nè. Ừ. Bên đây nè. À, đang ở Củ Chi. Bên đây nè mẹ. Đang ở nhà thờ Bắc Hà nè chị. Ồ, cho Mai Vi đi Noel sớm em ơi. Mai Vi đi làm hoài, nay là rảnh cho Mai Vi đi xả chết. Vi, từ từ con. Người ta hát đó mà. Đúng rồi. Có người điều, có điều rồi, có người điều. Có nhạc trưởng đó con. À.
rồi, đi Noel em ơi. Ồ, cảm ơn em nha, thả tim. Đi đâu vậy con? Đi đâu vậy? Ồ, qua bên này đẹp lắm nè cả nhà ơi. Cả nhà, cảm ơn cả nhà đã thả tim nghe. Đó. Ồ, quá trời lớn luôn. Đó. Vy ơi, con thấy đẹp không? Hả? Ô, mẹ tưởng cá chứ. Đây bên cá. Đó. Bạn quá nha. Mẹ xấu quá. Mẹ xấu quá không dám rồi mẹ. Thấy chưa? Chào. Đó. Nó sử dụng đi xa nha con. Lớn ghê không anh? Đó, thấy mấy mày bị đòi không? Xích ra con, xích ra. Cái ao á. Đẹp lắm em, đẹp này đó, cái tháp vĩ đại luôn. Cảm ơn Hồng Tiên Phạm nha. Anh đi đi lại gần gần. Ở lại kia có kìa. Đâu nữa? Đó. Đi đi ra đường. Ồ cái đó lớn thiệt anh ha. Đó giờ mình mới biết trong này có cái đó rớt dữ vậy. Đó. Ba mê bi ẩm mê bi. Ủa Bin đâu? Người ta đang hát nhạc đó mọi người. Đàn giao hưởng đang khởi lên. Thank you.
Mai Vi con cầu nguyện đi Mai Vi. Mai Vi. Mai Vi đang cầu nguyện á mọi người. Mai Vi đang cầu nguyện cha. Thôi ơi anh, không khí trong lành luôn. Đi 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 ra đi ra. Đêm thánh vô cùng. Đêm Chúa Giáng sinh là đêm của hòa bình và yêu thương. Đêm của bừng sáng, đêm của muôn loại nhạc. Đêm của muôn tâm hồn rung động bởi mối tình của Thiên Chúa yêu thương loài người chúng ta. Ca đoàn Gregorio cùng hợp ca nhạc phẩm Đêm Thánh vô cùng. Baby sướng quá là ba cẩm ta. Đi. Không cần là hú. Không cần là hú. Là gì? Ủa cao ra gắn quá trời luôn. Giờ mình tắt lại chim đi ra ngoài mình chụp hình ha. Nãy giờ chị chụp hình ha con ha. Rồi bây giờ con chào cả nhà đi. Mai Vi. Vi ơi. Vi. Chúc cả nhà sao? Chúc cả nhà một Giáng sinh. Một Giáng sinh vui vẻ, gia đình hạnh phúc. Rồi hai vợ chồng yêu nhau nha. Hai vợ chồng mời Rồi Mai Vi sao? Con thì có hạnh phúc thôi. Chào tạm biệt cả nhà đi con. Chào tạm biệt cả nhà, giờ con đi chơi đây. Ừ rồi. Rồi chào. Cái gì vậy Mẹo? Chơi hả ba? Quay lại. Đồ kia hả ba? Ba muốn cho con bỏ con. Con cái nó quá nè. Chết cha rồi, hết chụp được luôn rồi. Bye bye.